Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ đăng tải lên cho quý vị một cái câu chuyện mà thời gian vừa qua chắc là quý vị sẽ rất là quan tâm đấy quý vị. Chắc là quý vị vẫn đang còn nhớ một cái nhân vật tên là Phước, không có xài tiền Việt mà chỉ xài tiền âm phủ, ngủ ở dưới chân cầu quý vị. Từng học đại học và biết khá là nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Nhưng cuộc sống hàng ngày của Phước phải đi bới rác, móc rác để ăn. Anh em bà con thì không có nhìn quý vị, không có ai nhìn. Thì thời gian vừa qua, Thành Nguyên đã nhận được một cái lời đề nghị của một người đàn ông tên là chú Sáu Chùa ở Đồng Nai, và đã liên hệ với Thành Nguyên để mà rước Phước về, để mà chữa bệnh cho Phước, nuôi Phước. Đó thì ngày hôm nay, cái câu chuyện đó nó xảy ra một cái điều cực kỳ bất ngờ quý vị. Ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ truyền tải lại cho tất cả quý vị xem toàn bộ cái câu chuyện, mà lý do vì sao mà Thành Nguyên nói bất ngờ. Mấy ngày vừa qua Thành Nguyên có đi về Đồng Nai để thăm sức khỏe của Phước. Hôm đó thì Thành Nguyên có đi về Sài Gòn để Thành Nguyên phỏng vấn các cô chú các anh chị tại Sài Gòn. Sau này Thành Nguyên kết hợp Thành Nguyên đi về Đồng Nai để Thành Nguyên thăm Phước, xem sức khỏe, tình hình của Phước dạo này như thế nào. Đó thì là gần đến nơi, cũng như mọi lần, gần đến nơi Thành Nguyên mới gọi cho chú Sáu. Và Thành Nguyên đã nhận được cái thông tin rằng là chú Sáu nói với Thành Nguyên là Phước đã có một người đàn ông nhận là anh trai của Phước rước về rồi. Thành Nguyên hết hồn quý vị. Trước đó cái câu chuyện này nó đã diễn ra một lần rồi, và Thành Nguyên có nói với chú Sáu là không có được đưa Phước đi đâu. Nếu như có đưa Phước đi đâu thì chính con sẽ là cái người có mặt ở đó để con giải quyết cái việc đó. Thì bẵng đi một thời gian, lần trở lại lần này, người đàn ông đó đã rước Phước đi thành công và làm cho Thành Nguyên bị hoang mang quý vị. Bởi vì là Thành Nguyên không biết cái người đàn ông đó là ai, có đúng là anh trai của Phước hay không. Mà nếu như anh trai của Phước thì tại sao những cái năm mà Phước sống cơ hàn khổ cực dưới gầm cầu, hôm đó anh em trong nhóm đã đến cập nhật Phước từ hồi năm ngoái tới bây giờ rất là nhiều cái clip rồi quý vị, không có ai đến rước. Mà tại sao ngày hôm nay Phước đi về chỗ chị Thoa, nơi cái cơ sở dưỡng sinh của chị đó quý vị, để chữa bệnh, thì lần này người anh trai đó lại đến rước Phước về. Và trong cái cuộc trò chuyện với chú Sáu để đối chứng về cái việc mà có một người đàn ông đến để mà rước Phước đi đó quý vị, thì sau đó chú Sáu cũng có gọi điện cho một người đàn ông cũng nhận là anh trai của Phước, và cũng có nói với Thành Nguyên. Thật sự là Thành Nguyên bị, thật sự là bị hoang mang thật sự đó quý vị. Kể cả cái khi mà Thành Nguyên trò chuyện được với cái người đàn ông nhận là anh trai của Phước rồi, Thành Nguyên vẫn chưa tin. Vâng, thì cái câu chuyện đó thực hư nó ra làm sao, và cái cuộc đối chứng giữa Thành Nguyên và chú Sáu, nghe chú Sáu nói về cái việc này nó ra làm sao, thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đón xem từ đầu đến cuối cái câu chuyện này, rồi chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nha quý vị nhé. Mời quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì Thành Nguyên và Điền Nguyễn đã đến cơ sở dưỡng sinh của chị Thoa tại đây là huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha quý vị nhé. Đây, hôm nay Thành Nguyên lên đây để Thành Nguyên gặp chú Sáu và hỏi về tình hình của Phước xem sao ha quý vị ha. Rồi, ai có ai nhà không? Ôi, chào chị Thoa. À, chị khỏe không? Dạ. Dạ. À, bà xã em đang về ngoài quê. Dạ. Dạ, đang về ngoài quê đang có việc. Dọn cho ăn. Dọn ăn hả? Thôi. Thôi. Đúng thôi chứ không có gì. Dạ 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 thôi. À, tụi em có công việc ghé qua đây. À, trò chuyện với chị xíu. Chị khỏe hả chị ha? Chị dạ. Ơi. Đây này. Đi xuống đây đi. Chào chú Sáu.
Dạ, chú Sáu khỏe hả chú? Dạ. À, mình đi xuống đây ha. Dạ. À, có. Ồ. Hiện tại trong này đang có người ngồi thiền này. Bây giờ Thanh Nguyên mới để ý này quý vị. À, phải bắt mùng kiểu vậy thì mới yên tĩnh được. À, có mấy người bên Mỹ mới về hả chú? Dạ. Đấy, quý vị thấy không? Cái khuôn viên đó rất là rộng luôn. Rồi chú qua ghế đi chưa? Chào anh. Uống nước nha, làm nước chú nha. Để làm nước chú. Dạ. Rồi hai chú uống nước gì? À, thôi cho em nước lọc được rồi. Dạ, dạ. Chào anh. Mai cái này vô tâm thần 4-5 lần gì rồi đó, ba chú mới nói nãy. Ủa, mấy anh này là gì? Không có là gì, lên chơi. Chơi thấy em đẹp trai quá, quay phim nè. Rồi anh Phước đâu rồi chị Tho? Ủa, không biết hả? Ủa sao, anh sao, chú Sáu hay kìa? Đi làm cho, Dạ. Thì giờ để nói chuyện mấy câu đi rồi làm. Dạ. Thì anh với chú Phước, đứa chú Phước về rồi. Mà anh với chú Phước khó lắm nha. Không cho mình quay. Chú quay phim không cho quay đó. Sợ đưa lên mạng rồi. Không quay phim cho đó. Rồi, cho con cài cái này nói cho rõ ha. À, tình hình là trên đường á, thì con đến đây con cũng không có biết. Rồi con mới gọi cho chú Sáu là con hỏi về cái tình hình sức khỏe của Phước như thế nào. Đó, thì thấy chú Sáu mới nói sơ qua cho con cũng hết hồn. Đó, là nghe nói là Phước đã được người anh trai của mình đón, đúng không ạ? Đúng. Dạ, thì cái câu chuyện đó là như nào chú Sáu cho con hay nào? Tình trạng Phước nó ổn rồi. Dạ. Nó kêu tôi điện cho anh nó lên rước nó về sống với anh nó. Rồi anh nó mới lên, chứ nó cứ trong ngoài. Anh nó lên thật đầu mình không cho rước. Dạ. Được sao nó thấy vậy rồi mới thôi cháu lên đi rồi chú cho cháu rước Phước về. Cháu lo kiếm công ăn việc làm cho nó, cho cháu. Dạ. Rồi thì coi như hai chồng xách xe du lịch lên rước nó về. Yeah. Rồi, coi như nó gặp anh nó mừng lắm mà. Mà có đúng là anh ruột không chú? Anh ruột nó tại vì nó biết hết chứ mà đâu phải không biết đâu. Vậy tỉnh táo lắm mà. Nhưng mà giấy tờ này cái nọ sao? Thì coi như nó là chung họ với thằng Phước đó. Nhưng mà thì coi như thằng Phước nó biết mà, nó biết anh nó chứ đâu phải nó không biết. Phải như nó không biết mình đâu cho nhờ, cho rước đâu. Dạ, yeah, nhưng mà chú Sáu có biết rằng một điều là cái khi mà chú Sáu liên hệ với con để mà rước Phước về đây để mà chăm sóc cho Phước. Đúng. Thì con có trao đổi với chú rất là rõ là về cái tình hình sức khỏe của Phước như thế nào thì lâu lâu chú Sáu cập nhật dùm cho con. Nhưng mà chú đã nhận được một cái lời đề nghị của một người nhận là anh của Phước qua đây đón Phước về mà chú lại không cho con hay. Thấy cháu cũng lu bu công chuyện không, quá. Không, cái việc lu bu gì thì con không biết. Tại vì lúc đầu tiên tại sao chú Sáu xuống dưới rước anh Phước, chú Sáu điện cho tụi con mà bây giờ chú Sáu đưa anh Phước đi mà chú Sáu không thì cho tụi con hay. Cái đó thì chú có viết phần đó nghĩ là công chuyện của mấy cháu thấy lu bu quá chắc là thế nào. Cháu chừng nào cháu lên rồi thông báo cho cháu, hay là cháu có điện. Không, bởi vì chú biết không, hiện tại là những người hàng xóm của Phước ở nhà rất là lo cho tình trạng của Phước. Mà bây giờ là người ta chỉ biết đến con thôi. Chứ người ta không còn biết đến chú. Bởi vì là con là cái người mà dẫn chú đến đó để mà đưa Phước đi. Thì bây giờ lỡ Phước mà có cái mệnh hệ gì đó thì con là cái người chịu liên đới đầu tiên. Sau rồi là đến chú. Nhưng mà tại Phước là anh nó lên cũng nói hết lòng rồi thôi thấy vậy. Nếu mà con hỏi chú Sáu là chú Sáu coi bao nhiêu clip của anh Phước rồi bao nhiêu năm nay, tại sao không có mặt anh của anh Phước ở trong đó? Là có nó lơ qua cùng thân kiếm mấy lần không gặp. Ngay chăng chỗ đó mà kiếm không gặp mà sao bây giờ nè, con nói cho chú Sáu nghe đơn giản một điều thôi. Trên clip anh em tụi con đều có số điện thoại trên đó. Mà tại sao qua Cần Thơ kiếm mà biết ở bên Cần Thơ mà tại sao không điện cho tụi con? Mà chú Sáu lại là một cái người lạ như vậy mà chú Sáu lại biết được số điện thoại của anh em tụi con. Thì anh nó cũng trả lời nói có qua tìm hai lần mà không gặp.
Rồi mà tại sao lại phải tới cái thiền đường này rồi anh mới tới là tới đây? À, nó nhờ coi cái clip của nhờ coi mà không có số điện thoại. Bởi vì là con nói với chú Sáu này, cái thứ nhất là chú Sáu không có liên hệ với con, là con đã thấy buồn rồi. Cái thứ hai nữa là cái người đàn ông đó nhận là anh của Phước thì cũng không gọi cho con tiếng. Bởi vì người ta không có hiểu rằng một điều á, nếu như mà anh em ruột á thì cái điều đó là quá tuyệt vời. Thật sự là nếu như được anh em ruột một giấc về mà chăm lo chứ thì còn cái điều gì để bàn nữa. Nhưng mà mong như vậy nữa. Nhưng mà tụi con sợ với cái thời buổi bây giờ, chú biết rằng là lừa đảo nó rất là nhiều, thậm chí á, nếu như không muốn nói rằng là có những người mà người ta lợi dụng cái lòng tốt của mình để mà người ta buôn nội tạng người. Người ta bán qua Trung Quốc. Chú lấy cái điều gì mà chú đảm bảo được cái điều đó? Ai trước mắt là Phước nó gặp anh nó là nó mừng thấy mồ rồi. Chú ơi, ổng không có minh mẫn, chú cũng đã từng biết vậy rồi. Nếu mà ảnh minh mẫn mà ảnh biết người á, con nói thiệt với chú luôn, ảnh không bao giờ đi với chú đến đây. Chỉ có là tụi con anh em tụi con đảm bảo nên chú mới được rước anh Phước lên đây. Đúng rồi. Chứ anh Phước đâu có biết chú. Thì đúng rồi. Nhưng mà anh Phước vẫn đi theo chú. Chị Tho hiểu em nói chưa? Chị có nói giống hệt như hồi nãy giờ chú Thành Viên nói vậy đó. Chị nói mà họ bác Sáu, chứ mà bác Sáu này chị hỏi là cái bữa đó đó chị đang ngồi thiền mà chị nghe lên là trước. Bây giờ chị Thoa qua đây ngồi với em được không? Qua đây. Chị qua đây chị nói với em vài. Bây giờ như gì đi? Bây giờ chị có kết bạn Zalo với thằng Phước á, giờ chị điện cho thằng Phước nói chuyện với em chịu không? Bữa nay nó xài điện thoại rồi, chị hỏi nó đang làm gì, nó nói nó ở trên nhà của anh nó. Rồi. Nhưng mà chị cũng đã nói với chú Sáu cái vụ này lâu rồi, chị nói bây giờ phải điện cho chú Thành Nguyên rồi cho người ta có chấp nhận không. Thì chú Sáu nói là điện cho em khó này hay là này kia, chú Sáu nói này kia nọ, thì chị biết làm sao bây giờ. Bây giờ con sẽ quay qua chú Sáu, con hỏi chú này. Con nhớ lần trước là cái khi mà cái anh đó đến đón Phước một lần, đến đón Phước một lần là chú có gọi cho con. Con có nói với chú rằng là không được. Chú có công nhận với con không ạ? Là con nói là không được, không thể đón được. Rồi mà không cho, cái lần sau tôi mới gọi về chú Nguyễn nè, chú rồi nói chuyện chú nói dạ anh nó đã tới lên, nói lên rước nó cho nó rước về ngang. Rồi thì chú mới nói với mấy cháu vậy đó. Không, con thì con nghe rồi đó. Con đâu có nghe đâu. Thì chú có nói vậy rồi nghĩ là thôi cũng đồng tình cho rước. Ủa? Đó. Chú có đâu. Nhưng có mà chú nói với ai? Khoan ạ. Đợt điện dắt đêm đó. Đợt dắt đêm con đâu có bắt máy. Con chỉ bắt là con nói là con đang bận công việc thôi chú Sáu ơi, không có nói chuyện được. Rồi cháu là đưa cho chú Thành Nguyên nói chuyện chút nữa chứ sao không. Nhưng mà lúc đó là chú chỉ có là chú hỏi thăm hai anh em tụi con thôi. Đâu có nói. Bắt đêm đó em đưa qua cho anh đó, nói con còn khẳng định với chú là không được đưa, không được để cho người ta rước, mà con còn khẳng định với chú Sáu là chú Sáu nhớ kỹ là đi. Đêm hôm đó chú Sáu không có nói là anh lại rước gì hết. Mà chú Sáu lại hỏi hai anh em tụi con sao rồi con mới đưa qua đây. Chú Sáu gặp anh Thành Nguyên đi là anh vẫn khỏe. Vậy thôi chứ không bao giờ có một cái câu nào mà chú Sáu nói là Điền Nguyễn ơi hay là Thành Nguyên ơi, có bây giờ nè chú thấy anh nó lên rước thôi, chú bây giờ chú cho anh nó rước về. Chú không bao giờ nói câu con đó mà nói, chú chỉ hỏi thăm hai anh em tụi con thôi. Nè có anh Nguyễn đây không lẽ hay. Nhưng mà mấy cháu là nhiều không chú ạ. Con cho là cái điều đó cho là chú nói đi. Thì là con cho là chú nói điều đó đi ha. Nhưng mà tại sao cái hôm đến trước chú không gọi cho tụi con tiếng? Thấy là nghĩ công chuyện chú lu bu với làm sao. Không chú ạ, cái việc này là việc quan trọng chú ạ. Nó liên quan tới mạng người đó chú. Dạ. Có, chị cũng nói hình đó, chị nói bây giờ cái giá thận là 650 triệu. Dạ. Còn cái phần bên trong này chưa tính nữa. Dạ đúng rồi. Chị nói rõ ràng, dạ. Chị có nói, chị nói cái giá thận là 650 triệu. Chị còn nói cái giá nó nữa. Là nếu mà muốn biết là tôi có số điện thoại rồi. Điện thoại bây giờ ví dụ người ta không bắt thì. Bây giờ con lấy ví dụ là con gọi mà người ta không bắt máy. Không, bây chú, giờ chú gọi rồi cháu nói chú đâu bắt sao điện thế này. Rồi thì bây giờ chú gọi cho giùm con nè. Đi thành phố rồi chú ghé nhà cháu chơi, tại vì nó có mời về nhà chơi. Bà hỏi lên là con đã trong lòng con là con thấy con cũng chú Sáu ơi, không phải dễ đâu chú bây giờ chú không phải là giờ em nói chị mới nói đâu, chị cũng nghĩ cũng sốc kỳ với cũng thấy nó ba bữa thằng Vũ á, chị kêu Vũ ra quay phim nha, quay phim là lên xe lít lên anh rước. Anh nó không cho đó, anh nó đừng, tôi không có thích quay lên nha, đừng có đưa lên mạng không nữa. Thích quay thì nói bây giờ là mà chị ngồi trong này chị nghe nói gì đang phụ bệnh lúc đó, đang chị đang phụ bệnh nhưng mà lý do vì sao lại không cho quay, có vấn đề gì mà không cho quay nữa, em điện viện dưỡng quay rồi đưa lên mạng rồi nói ông không thích vậy, gia đình có anh em gì vậy nó ghế ngồi đi ông liệu nó không muốn.
nhưng mà không có gì mà chứng thực là anh em hết trơn á. Bây giờ chú tìm vào cái danh bạ đó, đừng có vào gần đây. Dạ, cái danh bạ là chú lưu là tên gì? Thành Quang Phước. Vào đây. Rồi chú đánh đi ạ. Nè, anh nè, Quang Phước là đúng rồi. Không? Lực quá không, lấy hộp máy không? Lấy hộp máy dạ, không? Không bây giờ là chú gọi thường hay là gọi qua cái Zalo? Gọi thường đi Zalo, chưa gọi lần nào, không biết có kết bạn được không? Gọi thường đi. Gọi thường đi cho chắc ăn. Dạ. Sao nó không lên? Lúc nóng lúc rộng rồi. Rồi. Bà hổm tôi còn nói là 12 đó, 12 còn tại 12 có bữa đám cưới lù bù quá, tôi có nói là nó sao tiền. Alo. Alo, chú Sáu nè, cháu chú khỏe không? Chú cháu khỏe không? Dạ, các bạn chú. Dạ. Dạ, chú. Thằng Phước khỏe không? Phước khỏe không cháu? Dạ, khỏe chú. Dạ. Hỏi đang không mẹ còn ngồi thiền không? Nó còn ngồi thiền không? Được còn chú. Tôi nói hôm cháu rước rồi chú dặn nó về chịu khó nhắc nó, chứ trên này cũng nhiều người nhắc. Rồi để sợ về dưới nó bỏ. Dạ, rồi thôi cháu nói chuyện với Thành Nguyên chút nha. Alo. Alo ạ. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Dạ, anh chồng em thì anh có biết em là ai không? Không, anh vừa nghe chú Sáu giới thiệu rồi. Dạ em là Thành Nguyên ạ. Dạ rồi chào em. Dạ. Thì cái sự việc á là em có nhận được cái lời đề nghị của chú Sáu là nói là rước Phước về chỗ cơ sở của chị Thoa đây để mà chữa bệnh cho Phước. Đó thì em vẫn có nói rằng là nếu như có ai đó đến rước á thì em là cái người đưa Phước đi thì chính em là sẽ là cái người đưa Phước về. Đó thì em hơi thắc mắc là khi mà em đưa đến đây mà em đến đây tìm thì lại không có thấy Phước, thì em rất là lo về cái sức khỏe của Phước. Bởi vì là anh biết rằng là khi mà em làm cái công tác thiện nguyện và đưa lên cộng đồng đó thì mọi người sẽ ai cũng biết được cái hành trình của em. Đó thì bây giờ là em đến đây mà em không có thấy Phước về, thì bây giờ anh có thể cho em một vài cái lời giải thích nào đó cho nghe nó hợp lý được không ạ? Mình lại giải thích hợp lý à? Dạ. Nhìn lên hợp lý này sao ta? Thì em qua thì anh trở về thì thật ra như vậy là Thành Nguyên, anh cũng có đi tìm mà cũng nhờ cái kênh của em thì anh đi tìm xuống dưới Cần Thơ thì được biết là em đưa về trên này rồi, em đưa về chỗ chú Sáu đó. Dạ, nhưng mà cho em hỏi là lý do vì sao mà anh biết em làm cái công việc đó mà anh lại không liên hệ với em? Anh gọi cho em nói được ra Thành Nguyên. Sao lại không được anh? Sao không được, anh có em anh có gọi cho em mà đâu có được đâu. Là máy không liên lạc được á hả? Hay là thuê bao? Có hay là đổ chuông nhưng mà không có máy em. Nhưng mà đó là có thể là anh gọi một lần đúng không? Đúng rồi. Thì gọi một lần nếu không được thì anh phải gọi lại chứ, bởi vì cái việc này là việc quan trọng của anh. Dạ, và hiện tại á, hiện tại thì em nói thật là em chỉ biết Phước thôi, và anh nói là anh là anh trai của Phước thì em cũng chưa biết là có cái bằng chứng gì đó để chứng minh anh là anh trai của Phước, và em rất là lo cái điều đó, anh có hiểu không ạ? Dạ, hiện tại thì em đang ở chỗ chú Sáu đây và đang ở chỗ chị Thoa đây, và em khá là bất ngờ về cái thông tin này. Đấy, mà anh biết rằng là em đi từ Cần Thơ mà đi về Đồng Nai đây là hết 8 tiếng lái xe vì Phước. Dạ, thì bây giờ đó thì cái sự việc nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ nó có nói gì nói thì anh cũng đã rước Phước đi rồi. Thì em muốn muốn đầy á. Dạ, em muốn anh nếu Phước có đồng ý thì anh sẽ chở Phước về cái chỗ của chú Sáu. Đối với anh không có vấn đề gì hết á. Dạ. Tại vì nó em của anh thì đưa đi đón về còn không có vấn đề gì anh hết. Dạ. Cái vấn đề là vậy nè. Nếu em muốn tuần sau em gặp thì anh sẽ đưa Phước. Anh chỉ có thể nói là thứ bảy chủ nhật thôi, tại vì bình thường anh đi làm. Thì em muốn từng gặp Phước thì thứ bảy chủ nhật anh đi đưa Phước về đó. Cho em cũng em nói chuyện gì với Phước em nói. Dạ. Như được thế không? Này nè anh, có nghĩa dạ, rằng á. Đi ha.
Dạ anh ơi, cho em nói chơi xíu đã này. Bây giờ đó, thật sự là em vẫn muốn biết anh là ai. Em vẫn muốn biết anh là ai. Thì bây giờ á, là sáng mai em sẽ xuất phát đi về Sài Gòn. Thì anh có thể cho em một cái hẹn được không ạ? Biết anh là ai thì anh là anh của Phước là được rồi. Dạ thì bây giờ anh nói đó là trên lý thuyết. Đúng rồi, trên đó là trên lý thuyết anh nói là anh của Phước. Thì bây giờ là bây giờ em muốn xác minh cái việc đó. Thì anh có thể tạo điều kiện để anh em mình gặp nhau không ạ? Được không ạ? Mình cũng tại vì anh làm văn phòng mà đây ra ngoài cũng được. Bởi vì tụi em á là giờ tụi em đi chờ đấy đấy để em muốn Phước nó trở về cái chỗ của chú Sáu. Không muốn cái gì thì đưa về chỗ của chú Sáu lại. Bây giờ á là nếu á mà anh á anh là anh của anh Phước á thì cho tụi em gặp mặt để tụi em hỏi. Tại vì cái vấn đề này anh em ruột thịt với nhau đó, đến nhau là tụi em còn mừng nữa. Tại vì bao nhiêu năm nay ví dụ như nhiều khi á tụi em á lên anh Phước anh sống như vậy thì anh cũng đã chắc anh cũng đã coi. Thì bây giờ á có anh lo thì nếu mà anh là anh trai thật sự á thì thật sự ra tụi em mừng lắm. Là giống như là tụi em thì không có cái được cái gì hết, nhưng mà đối với anh Phước á thì em nghĩ là anh Phước đã có một cái chỗ để mà lo lắng thật sự cho anh Phước, là anh là một cái người anh ruột. Thì em muốn được là gặp anh với gặp anh Phước để mà trò chuyện một cái cuộc thôi. Và hôm nay á là anh Phước sẽ về với cái người anh ruột đó với anh đó cho biết anh, rồi anh mình biết được cái kênh của thằng Nguyên đó là đang hay thích gì kia rồi nó cảm cảm thấy nó đối với mình đó không phải là người nổi tiếng nhưng mà không thích là những cái hình ảnh của mình lại mới lên cái kênh. Rồi thế thì dạ thế thì em đề nghị với anh một cái vấn đề này. Em có thể đề nghị với anh một cái vấn đề là em có thể trò chuyện với anh nhưng mà em sẽ che mặt anh được không ạ? Không 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 được, tại vì anh nếu em cần tiền thì anh sẽ không muốn phải trả trả cái trò chuyện thứ sáu. Ok như vậy cho nó thoải mái nha. Còn bản thân anh không có, tại vì anh cứ nói với chú Sáu là đừng dùng cái hình ảnh của anh. Anh không phải không thích lên trên nhiều cái kênh YouTube như vậy. Thì bây giờ nếu vậy thì anh cứ làm vậy đi. Nếu mà anh đem chở anh Phước về đây thì ấy rồi anh rồi nếu mà chị Tho với chú Sáu không ấy á, thì em nhận lại em đưa về ngay cái chỗ cũ. Thì cái chỗ lúc anh Phước xuất phát như thế nào em đưa về chỗ đó. Rồi anh có muốn nếu mà em tập chở cũng được, nếu vậy dạ, thì cũng lại, được. Lại đó dạ. Dạ dạ về đó đi anh. Đúng đúng rồi rồi, thì, rồi bây giờ em sẽ lấy cái số điện thoại của anh rồi anh em mình sẽ trao đổi bên đó nhé. Rồi ok anh. Dạ 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 rồi anh có Zalo có thể cho em gọi để em gặp Phước được không? Ok rồi, vậy là bây giờ anh gọi qua Zalo số này đúng không ạ? Em đang gọi cho là số bàn hay là số gì? Dạ hiện tại là số di động, cái số này là của chú Sáu anh. À ok, vậy đó chào ơi, gọi chú Sáu gọi lâu thì thường nghiệp cũng tiền không? Rồi, dạ, rồi, không sao đâu. Rồi, dạ, dạ, dạ. Không sao. Rồi, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái số này để nhân lâu hơn. Dán qua cái Zalo coi. Bữa đó chú có nói là với anh 12, điện cho 12 nó là sẽ mua chút đỉnh đồ lên đây để mà giống như để đây là chị đâu có lấy, chị nói không, chứ không là chị không nhận một cái thứ gì hết. Rồi cái bữa mình lên rước chú Phước đó, thì có trở lên để người đó đó. Hình như có hai bao gạo với lại mì cái gì đó. Dạ. Chị mới nói với chị nói là chị không có nhận nha. Ừ, để kỳ. Không, để thì trẻ chị không nhận mà. Dạ. Để ngoài đó đó còn mì với lại này kia lên dầu ăn nước tương rồi đó. Thì chị nghĩ là mình đã giúp thì chị không bao giờ nhận bất cứ điều gì. Rồi xong rồi thì có để đó thì chú Sáu có lên tiếng nói như thế này. Chú Trâm nói thôi bây giờ nếu cổ không lấy thì để đem cho cái những người nào khó khăn. Trên nhà thì cái đó thì tùy rồi nói tùy chú. Đó dạ. Rồi xong rồi chú Sáu đi về ông đâu có lấy đâu. Rồi thấy chú Trâm ở đây là chú mới dắt vô nhà. Đó thì bây giờ vẫn còn để như này đó. Yeah. Cái đó là tại vì mình không nhận, thấy người ta cũng năn nỉ quá
nó nói vậy thôi để đây không nhận để cho mấy người khó khăn đó. Là có năn nỉ, có năn nỉ mình chứ còn năn nỉ là nói với sáu thôi, nói với không phải cô Thoa thì cô dứt phát rồi, mà tại vì chị nói là chị không có nhận mà tại vì chị thấy như thế này nè, chị thấy nó hơi kỳ kỳ, là thay vì ví dụ như bây giờ ổng cũng nghi ngờ mình, nghi ngờ lòng tốt của mình, thay vì ví dụ như bữa đó ổng đi lên phải không, thì ổng điện cho mình đi, vợ ổng điện rồi điện hỏi hỏi đường đi lên là đi trị bệnh chứ đâu có nói là lên rước Phước à, tại ổng nói chú sáu nè. Không có, cái đợt đầu mới là hỏi đầu, rồi, còn đợt sau này giống thì biết chỗ đó, rồi. Thì đợt sau thì con đâu có nói nữa, đợt đầu á, rồi mình cũng tưởng là người giống như là người bệnh, người ta nên để người ta trị bệnh, mình cũng chỉ đường, giống như lên, giống như là bất ngờ cho mình không biết cái người đó là anh, em chị con Phước hết, nói chung là người ta không có nói, chứ phải người ta nói ở tôi lên thăm Phước thì mình thấy nó quá bình thường rồi, tại vì thăm chứ mình đâu có gì. Nhưng cái cử chỉ kỳ lắm, nói mà chị không có nhớ ra, nhưng mà đại khái là như vậy. Thì coi như người ta mà muốn nói vậy hỏi thầm thì chỉ lên tới không, chắc sợ là mình không chỉ, nếu mà thật sự là mình không chỉ, nói chung vậy. Alo. Dạ đâu ạ? Dạ đâu ạ? Alo, ai đầu dây bên đó vậy? À dạ, hiện tại Thanh Nguyên đang cầm máy đấy ạ. À Thanh Nguyên hả? Anh mua mấy cái, anh cứ gửi cái số của Phước á, cái gì em gọi qua Zalo cho Phước giùm anh ha. Rồi ok anh, ok. Dạ. Dạ là ok. Cứ đâu em cắt dạng Zalo chứ chị. Chị hỏi xong nó 2-3 lần, khỏe khỏe hơn mà có vậy thì không. Nhưng mà chị nghĩ ở không bao giờ lâu rồi. Hiện tại là đã ấy thôi, đã gửi kết bạn rồi. Mà ăn bánh xèo nha, có mấy cái bánh xèo mới đổ nè. Dạ thôi chị, được rồi. Không, chị nói thật mà. Dạ được rồi. Hiện tại thì Phước chưa có chấp nhận lời mời kết bạn. Thì bây giờ em gọi qua ổng đi, cần gì gọi một Phước. Gọi qua ổng thì kêu cho gặp một Phước. Gọi qua video quá, thấy mặt á. Dạ gửi lời mời kết bạn qua cho Phước rồi mà Phước chưa có chấp nhận anh ơi, hoặc là em có thể gửi qua cho anh để anh đưa máy cho Phước cũng được. Không, tại vì anh Phước thì đang ở bên công ty của anh á, Phước nghĩa là còn anh thì ở chỗ khác chứ không phải ở chỗ đó. Rồi. Phước ở bên công ty của anh nha. Cái gì để anh gửi cái số di động của Phước qua. Dạ. Okay, dạ. Nó có công ty nó đưa Phước về công ty. Nó hỏi nào thì nó hỏi trên lầu. Thưa quý vị, Thành Nguyên hơi bị thắc mắc ở cái chỗ là tại sao anh em của Phước khá giả như vậy mà chờ cho đến khi mà Thành Nguyên đăng cái clip nó lên rồi chú Sáu rước về rồi anh em mới đến đây đi tìm, tại sao trước đó một cái khoảng thời gian rất là dài và trước đó Thành Nguyên cũng như là anh em trong nhóm Kết Nối Yêu Thương đến đó đăng lên rất là nhiều clip rồi, biết chứ không phải không biết đâu quý vị, mà tại sao đến bây giờ. Nó nhờ clip của Thành Nguyên coi mới biết, còn mấy clip trước nó không có coi, nó không coi, không có biết. Thành ra nó không nhờ cho anh Nguyên. Vợ nó có nói cái câu đó, nó nhờ kinh của mấy chú Thành Nguyên này là mình mới tìm được. Thì vợ nó có nói. Không điện cho tụi em, không điện cho anh Nguyên nhé. Mà anh đây là, theo như chú biết là anh ruột. Không, anh một mẹ khác cha. Cùng mẹ khác cha. Thì coi như bên vụ mà đất cát mà anh em bên ông già là không nhìn nhận Phước, bên anh em bên mẹ là, thì là nhìn. Nhìn nhận, coi như cái thằng này là nuôi Phước hồi đó ăn đi học đó, mới điện nè. Còn thật sự mà nếu như được như vậy thì là tốt. Thì đó. Chính là Phước nhờ ông anh này nè là nuôi ăn đi học đó. Nhưng mà nuôi ăn đi học sao bây giờ ảnh mà không minh mẫn gì rồi bây giờ cái người anh đó sao giống như. Ví dụ như chị nuôi em đi, ăn đi học trong đây. Nhưng mà nếu mà lâu quá không thấy em về đi, ví dụ như một ngày, hai ngày đi, chị đi kiếm chứ. Nó ủa, thằng Điền rồi, cái thời thôi, đâu, nói hết, cái thời gian sau nó mới về bên ông già nó sống. Là không sống ở bên mẹ nữa, mới về bên già sống. Thì sống thời gian sau nó mới bệnh hoạn vậy là bệnh mấy anh em bên cha nó là... Ta chân sạch nó góc nước chị. Bên cha nó là... Mới hấp củi. Thành ra là... bên thằng này nó đi kiếm, có đi kiếm hai lần nhưng mà qua không gặp thằng anh con Phước nè. Chị ơi, thì chị cũng có nghe là chú đó nói là đi qua nhưng mà không có gặp.
Yeah. Lúc đó nó còn chẳng biết là nhưng nó mà chị nghĩ là ở mà chắc ở cũng không có được bền đâu. Tại vì nói chung là một mẹ mà khác cha, thứ nhất là còn ông này còn vợ còn con nữa, thì chú Phước nghĩ ở ngoài ở không có, chắc không có được bền. Nếu mà ở riêng thì không nói gì nha, ở chung thì cũng phải khó. Nhưng mà nó có điều kiện thì nó sắp xếp cho ở bên công ty để quay công quản lý công việc của nó. Nó còn có nói như thế này nè chú bác Sáu, con có nói một câu là cái lúc đầu tiên con nói nếu rước thì con giao, con cũng nói với Sáu giao, nhưng mà đem lên nữa là con không nhận nha. Đó là con nói, phải nói cho rõ ràng con nói. Thì con mới vừa nói một câu là ông giọt miệng nó liền, đem lên là không nhận. Thì nó à đúng, anh nói anh biết tôi nói gì đúng đó, tại vì bây giờ đem đi rồi đem lại là con không nhận. Cái đó con phải nói cho rõ ràng chứ để mà đem phải nói trước. Dạ, muốn rước rước muốn đi đi đâu có quản lý được. Rồi Phước đã đồng trên bạn. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe xong về Tu Sáu kể về cái việc mà Phước được một người nhận là anh trai của Phước rước đi, và cái cuộc gọi mà Thành Nguyên liên hệ với anh trai của Phước thì quý vị cũng đã nghe rồi. Đó, lúc nãy thì hai chú cháu đã thay nhau gọi cho Phước nhưng mà không có được quý vị. Đấy thì Thành Nguyên cũng đã lưu số của cả Phước, của cả anh trai của Phước đây. Thì Thành Nguyên sẽ cố gắng liên hệ để ngày mai Thành Nguyên sẽ về lại Sài Gòn. Thành Nguyên sẽ đi qua gặp Phước trực tiếp một lần. Nếu như mà đúng cái sự việc như vậy ha quý vị ha, thì coi như là Phước được Phước đúng như cái tên của em, thì Thành Nguyên sẽ để cho, nếu như mong muốn của Phước mà muốn ở lại đó với anh trai của mình mà không có muốn về lại cầu đó điện, thì cứ để cho Phước ở lại đó luôn. Đúng rồi. Còn nếu như không á thì là Thành Nguyên sẽ đưa Phước về tại cái chân cầu. Rồi lúc đó anh trai của Phước muốn rước về hay gì đó là quyền của anh trai. Đó, bởi vì là phương châm của Thành Nguyên á, Thành Nguyên làm sẽ có trách nhiệm với những cái nhân vật mà Thành Nguyên đã ghé thăm quý vị. Thành Nguyên là cái người mà đưa cho chú Sáu, để chú Sáu đưa về đây. Đưa về đây được thì Thành Nguyên sẽ đưa về được. Đó quý vị. Đó, nhưng mình không có đem con bỏ chợ. Thật sự là mình phải có trách nhiệm quý vị. Đó, quý vị biết là hai anh em đã đi từ Cần Thơ đi về đến Đồng Nai đây quý vị. Bây giờ là gần 8 tiếng lái xe. Bây giờ là mấy giờ rồi ha? Hiện tại là 7 giờ kém 5. 7 giờ. 7 giờ tối đó, quý vị. Anh em lái xe xuống đây để thăm anh Phước và để tìm hiểu cái thông tin mà chú Sáu chia sẻ, tại vì chú Sáu chia sẻ mình không có nghe được. Nếu như mà thật sự nếu như mà được anh em của Phước mà rước về đó thì cái điều đó là quá tuyệt vời. Trời bắt đầu đổ mưa rồi quý vị. Bắt đầu đổ mưa rồi. Thôi ok. Thì tinh thần cứ bày đến chú Sáu. Thành Nguyên cũng chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe nha chú nha. Thành Nguyên cũng không biết phải nói sao, bởi vì là tưởng là chú Sáu có duyên với Phước, nhưng mà cuối cùng thì lại được nửa đường quý vị, được nửa đường thôi. Và cũng cảm ơn thời gian qua chú Sáu cũng đã chăm lo và để ý đến Phước trong khoảng thời gian vừa qua. Xin với cộng đồng với cô bác cũng mừng cho cháu Phước, và cuộc sống của cháu Phước cũng rất là ổn. Rồi cũng anh của cháu Phước cũng có nhờ kinh của Thành Nguyên mà mới biết được địa chỉ thuyền đường ở đây, cho nên mới lên xin ý kiến tôi ước về. Thì nay cũng báo cho bà con biết là Thành Nguyên cũng lên thăm Phước, thì công việc cũng ổn rồi. Thành Nguyên cũng hứa sẽ về tới cái địa điểm của Phước đang ở đó làm công việc đó, thì Thành Nguyên quay tiếp đưa lên cô bác bà con anh chị em quay. Xin tạm dừng. Dạ. Rồi, chúc cô chú Sáu sức khỏe nhé chú nha. Dạ, cũng không biết mình nói sao bây giờ. Thì cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì con cũng sẽ khắc phục cái điều đó thôi. Dạ. Rồi, một lần nữa Thành Nguyên xin tạm dừng cái clip này tại đây đấy nha quý vị nhé. Rồi ngày mai hai anh em sẽ đi cố gắng liên hệ để gặp bằng được Phước. Rồi lúc đó Thành Nguyên sẽ cập nhật cái tình hình của Phước cho tất cả quý vị cùng xem hai quý vị ha. Cảm ơn quý vị và kính chúc cho tất cả quý vị sức khỏe.